Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một ngôi nhà 2 tầng hiện đại sang trọng ở Đông Anh, Hà Nội. Chủ nhân ngôi nhà là anh Nguyên. Trước khi đến với ngôi nhà anh Nguyên thì mời các bạn qua kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Các bạn chỉ cần đánh nhà đẹp Tân Á và ấn nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi bao gồm cả cái video chia sẻ về các mẫu nhà mà do Tân Á thiết kế. Nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà 4 tầng, nhà tân cổ điển, nhà mặt phố, nhà hiện đại, nhà vườn, vân vân. Kèm theo đó là cả cái video chia sẻ cái quá trình giám sát mà ghi lại quá quá trình giám sát khi chúng tôi đi giám sát từng hạng mục trên từng công trình và review lại các cái video review lại cái các mẫu nhà đã hoàn thiện trên thực tế để từ đó các bạn có tư liệu về các cái thi công, tư liệu chuyên môn về lĩnh vực xây dựng để áp dụng vào ngôi nhà của mình trong thực tế trong tương lai. Bây giờ đến với ngôi nhà của anh Nguyên ở Đông Anh, Hà Nội. Thì từ Hà Nội xa xôi thì anh Nguyên cũng biết đến với Tân Á qua mạng internet. Thì anh thấy Tân Á là có nhiều mẫu nhà đẹp với cả cái đội ngũ kiến trúc sư kỹ sư hùng mạnh thì anh quyết định là chọn là gửi gắm cái niềm tin vào Tân Á thiết kế ngôi nhà trong tương lai của mình. Yêu cầu của anh là muốn thiết kế một ngôi nhà mà nó thật sự sang trọng, thật sự nổi bật ở cái khu phố, ở cái ngôi làng mà anh đang ở. Đáp lại cái nguyện vọng của anh thì chúng tôi đã cho rời cái sản phẩm mà sau khi anh và gia đình tham khảo nhìn thấy thì rất chi là ưng ý. Bây giờ ta đến với ngôi nhà của anh Nguyên thì cái màu sắc của ngôi nhà đây thì chúng tôi đã dùng các cái gạch gạch inox và đá dùng màu ghi của gạch inox và màu xanh màu đen của đá để tạo lên là cái ngôi nhà một cái nét trang trọng và sắc nét và hiện đại và nổi bật. Ở cái tầng 1 thì tường của ngôi nhà là được ốp gạch inox màu ghi rất đẹp. Còn mặt tường phía bên đây có thì chúng tôi thiết kế một cái bức tranh phù điêu rất đẹp và giả bao xung quanh được ốp đá màu màu xanh xanh đen. Ở cửa chính thì được làm bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính cường lực. Còn lại các cái cửa sổ, cửa phụ, cửa sổ khác đều làm bằng kính nhôm hệ nhôm kính Sinfa. Đây. Ở cái tầng 2 thì được tầng 1 thì là vừa là sân cũng là vừa là cái gara để xe. Còn lên tầng 2 thì là nơi để cái sảnh đến ban công để ngồi uống nước. Ta nhìn từ trên xuống đấy rất đẹp.
cái mảng tường ở tầng 2 cũng được ốp gạch inox màu ghi. Nổi bật cái phần tầng, cái phần đỉnh giữa cái tầng 1 tầng 2 là được sơn màu trắng. Đấy, nổi bật. Còn cổ mái cũng được sơn trắng. Phào chỉ rất đẹp, rất mắt. Phía dưới các cái hệ mái bay ra. Hệ mái bay ra là được ốp trần giả gỗ, trần nhựa giả gỗ. Đấy. Trần nhựa giả gỗ. Đấy. Mái ngói ở đây thì được chúng tôi chọn là ngói mái màu đỏ, được thiết kế là theo kiểu ngói Nhật, và trên các đỉnh ngói được gắn các kim tuyến sắt liên kết với nhau, liên kết chúng phía dưới. Với các cái bồn hoa cây cảnh bố trí khắp ngôi nhà tạo cho nét sức sống cho ngôi nhà. Để phù hợp với cái ngôi nhà thì chúng tôi cũng bố trí với cái bờ rào, hay bờ rào và cổng kết hợp giữa các cái thanh chất thô và các cái mảng tường màu trắng. Được ốp mảng tường, được ốp gạch màu trắng và các thạch thêm hộp được sơn màu đen, rất đẹp, đơn giản nhưng đẹp mắt. Cạnh cửa cổng cũng được thiết kế là cả cái thanh thép hộp. Nhìn nhìn tổng thể của ngôi nhà, nhìn tổng thể ngôi nhà rất sang trọng, bắt mắt, nổi bật. Bây giờ ta vào bên trong ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà thì ngôi nhà với cái chiều ngang là với cái mảnh đất của ngôi nhà là nó bị xèo như thế này, thì chúng ta có tận dụng hết cái mảnh đất. Với cái chiều rộng mảnh đất là 11,6 m và chiều dài là 14 m thì ngôi nhà được thiết kế ở tầng 1 là bố trí một phòng ngủ dành cho ông bà và một phòng khách và một bếp ban. Phòng khách rộng 33 m², bếp phòng bếp ban rộng 22 m². Còn lại đây là nhà vệ sinh, nhà sinh chung, và đây là khu rửa sân nước. Còn sân nhà được kết hợp với là gara để xe ô tô. Ở đây có một cái cửa nách đi ra phía bên ngoài. Thông với cửa nách này có tác dụng là khi đi chờ nấu nước, đang có khách cửa thì mình có đi chờ nấu nước mà có thể đi ra cửa cửa nách này, và không ảnh hưởng đến cái phòng khách này. Còn hệ lam chúng tôi vẫn đặt ở cạnh cầu thang. Hệ lam này để phân giữa cái phòng khách và cầu thang, tạo cái nét thẩm mỹ cho ngôi nhà, của nét thẩm mỹ khi ta ngồi ở phòng khách nhìn vào trong.
lên tầng 2 của nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thì được bố trí là 4 phòng ngủ. Một phòng ngủ cho bố mẹ rộng 21,2 mét vuông. Còn lại phòng ngủ cho con trai rộng 12,4 mét vuông. Phòng ngủ cho hai người con trai là rộng mỗi phòng rộng 12,4 mét vuông. Còn lại phòng ngủ cho con gái rộng 16,5 mét vuông. Còn cuối ngôi nhà vẫn là nhà vệ sinh và khu giặt phơi. Ở đây có một phía trên được đặt lợp bằng lam sắt để lấy sáng cho phía dưới ở tầng tầng 1, tầng 2. Cách bố trí từ cái công năng rất chi là sáng tạo, rất sáng tạo và hợp lý, cho đến cái phối cảnh bên ngoài rất bắt mắt, trang trọng, nổi bật. Vừa rồi là tôi trình bày ngôi nhà của anh Nguyễn ở Đông Anh, Hà Nội. Các bạn thấy cái video nó áp dụng vào ngôi nhà của mình trong tương lai thì các bạn này đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ cái video nào cả. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video giới thiệu nhà sau. Chào quý vị các bạn.